Trò dội nước đá lên đầu được khởi xướng bởi Pete Fred là cựu đội trưởng đội bóng chày của Đại học Boston, Mỹ nhằm quyên tiền cho việc nghiên cứu bệnh ALS. Bản thân cầu thủ này cũng bị mắc chứng ALS và nhiều video về thử thách xô nước đá được đăng tải trên mạng Internet đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu cư dân mạng trên toàn thế giới và cả Việt Nam. Vậy thì căn bệnh ALS là gì và mức độ nguy hiểm của nó ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Bắt nguồn từ chữ amio trong tiếng Hy Lạp cổ. ALS có nghĩa là quá trình biến đổi bất thường trong cơ thể khi cơ bắp không còn được nuôi dưỡng và chết đi. Đây là một trong những căn bệnh kỳ lạ nhưng vô cùng nguy hiểm mà con người có thể mắc phải. Theo các nghiên cứu y khoa, bệnh sẽ cứng teo cơ một bên ALS, tấn công hệ thống thần kinh vận động, tức là các neuron phụ trách hoạt động và sức mạnh của các cơ bắp. Căn bệnh này khiến cho các tế bào thần kinh vận động nói trên không truyền được tín hiệu tới các cơ bắp như chân, tay hay ngực. Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm, các cơ teo dần và cuối cùng là chết hoàn toàn. Thời điểm cơ bắp không còn hoạt động, bệnh nhân cũng sẽ tử vong. Hiện trên thế giới chưa có một phương thuốc đặc trị nào giúp chữa trị dứt điểm căn bệnh này. ALS không phải là bệnh truyền nhiễm và rất khó dự đoán sớm, bởi cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh với 90% số người mắc ALS một cách ngẫu nhiên, trong khi chỉ có 10% các trường hợp được ghi nhận là do ảnh hưởng gen di truyền của gia đình. ALS còn có tên gọi khác là bệnh Lou Gehrig, được đặt theo tên huyền thoại bóng chày Mỹ Lou Gehrig, người từng được mệnh danh là người sắt khi còn thi đấu. Ông mắc phải chứng xơ cứng teo cơ một bên khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và qua đời chỉ 2 năm sau khi được chẩn đoán ở tuổi 39. Ngoài ra, nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking và tay guitar Jason Becker cũng là những nạn nhân của ALS.